mời các bạn đến tham quan trường đại học Harvard, Ở trường nơi đại mà học ở mọi trường người đều trong tư ao chất ước. Và tôi đến vì là trong tuyết rơi ngập trường người ta đã Harvard, mở những trắng con đường xóa đi. khắp nơi. Và trước đây tôi đã từng đến vào mùa thu. Mùa thu thì những chiếc lá vàng rơi đẹp, và tôi ao ước là khi nào tuyết rơi tôi sẽ đến xem trường Harvard ra sao. Và thế là tôi đã làm được khi tuyết vừa rơi. Ở trường Harvard rất nhiều du khách, ai cũng đến tham quan tượng. Đây là tôi và giáo sư Vũ Tất Phong đã đến trường vào mùa thu năm 2014. Và trường vào mùa thu thì thật là đẹp và lãng mạn, nhưng mà vào mùa tuyết rơi thì cũng không kém phần là ấn tượng và lạ. Và tôi đã làm được điều này khi tuyết bắt đầu rơi xuống ở thành phố Boston. Và đây là một ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới. Ai đã vào đây, bước ra một tấm bằng đều trở nên cuộc đời thăng hoa. Và Tổng thống Obama là người sinh viên đầu tiên học ở đây vào năm 1990 và đã trở thành Tổng thống Mỹ sau đó, và là người phi gốc Phi đầu tiên. Nhưng mà trước ông đã có 7 đến 8 cựu sinh viên từng là Tổng thống Mỹ ở đây, như là Bush cha, như là Kennedy, Roosevelt, và đã có đến 43 cựu sinh viên Harvard từng nhận các giải Nobel, 17 cựu sinh viên từng trở thành tổng thống ở các quốc gia như tổng thống Pháp, Colombia, Mexico, cả rất nhiều triết gia, nhà văn, vân vân, và những nghệ sĩ tên tuổi cũng từng tốt nghiệp ở đây. Và có lẽ chưa đại học nào trên thế giới đạt được thành tích đáng nể như Harvard. Và ai đã từng đến đây hoặc là sinh viên đều và nằm lòng hàng chữ được khắc ghi từ thế kỷ trước: vào đây để trau dồi khôn ngoan và rời Hôm nay khỏi tôi đây đến để về phục vụ tốt thăm hơn trường đại cho học nhân Harvard, loại. một cái trường học nổi tiếng Mời các bạn tham của quan thế trường giới Harvard. Vâng. và của cả nước Mỹ. Hôm nay tuyết rơi dày đặc và sân trường không có một bóng người, chỉ có một vài du khách đi qua. Hiếm hiếm hoi mới có một sinh viên hay một giảng viên đi qua. Tôi đã đến đây lần thứ thứ năm và lần đầu tiên thấy tuyết ở đây. Và quang cảnh thật là lãng mạn. Trong cái nắng sớm 9 giờ nhưng mà nắng giống như là 5 6 giờ sáng ở Việt Nam. Tôi đang đứng trong cổng thư viện. Hôm nay thư viện của trường, một thư viện thứ ba của thế giới nhưng mà đã đóng cửa. Những cái cột vòm khổng lồ cao có đến 30 mét, giống như là một cái nhà bảo tàng hơn là thư viện. Đại học thư viện với hàng khoảng gần 20 triệu cuốn sách được coi là một kho tàng của kiến thức. Và đây được coi là một không chỉ là một trường đại học mà là một cái đế chế kinh doanh của thế giới. Rất nhiều công từ trường này là những cái công ty Đây kinh là doanh thư viện về của trường Đại học chứng Harvard, khoán, về một cái thư các viện danh loại khác tiếng thôi. được Và một coi là sinh rất viên nhiều vào đi học thì sách. tốn khoảng 100.000 đô la một năm, Hình như là đứng một thứ số ba tiền không nhỏ. sau thư viện của Quốc hội Và đương và nhiên của khi thành phố họ New York. ra trường thì lương của họ khoảng 120.000 đô la một năm là bình thường. Và rất nhiều sinh viên đã vay mượn để học và cũng đã trả chỉ một vài năm sau đó. Gần như là một nơi mà mọi người đều ao ước tới. Rất nhiều du khách tới Boston đều đã tìm đến đây. Nơi đây được cho vào đến du lịch rất thoải mái. Lúc nào cũng thấy người du lịch quanh quanh quẩn ở đây. Và cũng không có ai canh gác cả. Rất là thú vị. Đây không có ai. Hôm nay một ngày rất lạnh. Lần đầu tiên tôi được biết được đến cái lạnh là âm 13 độ C. Và
tuyết rơi đầy khắp nơi nhưng mà trời nắng nó vẫn gay gắt nhưng mà vẫn không ấm lạp thế nào. Nắng này đi chụp hình là rất thú vị nhưng mà nó lạnh. À, các bạn tưởng tượng là không thể bấm máy nổi không? Và những cái máy nào yếu yếu có lẽ là không nhảy luôn. À, tôi đã biết lần tôi đi ra Hà Nội, cái máy Pentax ME Super của tôi tự nhiên nó không nhảy. Tôi không hiểu tại sao, lát về nhà lại nhảy. Hóa ra tôi biết là trời quá lạnh. Mà lúc đó ở Hà Nội thì khoảng là cách đây khoảng 30 năm thì âm khó chưa chưa, khoảng 5 độ C thôi. Đó là những cái máy nào mà ta thấy rằng là chuyên nghiệp thì nó mới thể nhảy được ở đây. À, mà ngày xưa một số máy khi trời quá lạnh nó ngưng nhảy, không nhảy. Và đó là cái chuyên nghiệp của những cái máy pro như là Nikon F, bây giờ là Nikon D1, D2, D3, vân vân. Còn những cái máy D90, những cái Pentax K1000 tôi nghĩ là ra cái nhiệt độ này là đứng lại hết. À. Vì sao? À, chung quanh tuyết nó phát sáng, tuyết nó phát sáng dưới ánh sáng mặt trời. Do chỉ chụp được cái lúc sáng sớm thôi hoặc sáng chiều thôi. Nếu các bạn chụp vào lúc buổi trưa thì coi như là mặt người ta sẽ đen. Khung cảnh đen thôi, chỉ thấy tuyết trắng mà thôi. Hay. Anh Giác không có nhân viên an ninh gì cả. Mà đây đây bất cứ ai hiểu biết và có quyền lực đều ấp ủ có ngày được học ở đại học này. Hôm nay trời rất lạnh nhưng mà cũng có một số du khách đến là chụp hình dưới chân tượng ông Harvard, người đã xây dựng cái trường này. Ai cũng đến đây chụp ảnh với tượng ông Harvard và rờ cái chân của ông đến bóng luôn. À, không chỉ những người dắt con đến đây, rất nhiều bạn trẻ cũng đến chụp hình để chứng minh là mình được đến với trường Harvard và rờ chân ông Harvard. Không hy vọng đời mình thì hy vọng đời con, đời cháu, vân vân. À, khi các bạn chụp trên tuyết trắng thì các bạn làm sao để ánh nắng không chiếu vào tuyết để nó phát sáng lên. Như vậy thì hình nó sẽ đẹp hơn. Nắng vẫn chiếu vào những ngôi nhà đỏ nhưng mà không chiếu vào tuyết thì các bạn sẽ chụp nó tốt hơn. Là để chụp vào buổi trưa nó phát sáng lên. À, trường Harvard chìm trong tuyết trắng. Tuy là tuyết đã, người ta đã mở những con đường đi để có thể đi bộ, nhưng tuyết vẫn ngập. Trước đây đây là những cái sân cỏ. Và bây giờ thì tuyết rơi phủ trắng. Trời vẫn rất xanh trong. Một khu nhà khác của trường Harvard. Trường Harvard rất là rộng. Tôi đi trời trắng xóa gần 3 tiếng đồng hồ. À, các mái nhà này đến vẫn còn những cái bọt tuyết đọng lại. Không thể nào đi hết được trong một ngày. Nhưng tôi vẫn cố đi để thích chụp tuyết rơi. Và tôi ra gần trường phía gần bờ sông Sạt, một quang cảnh mênh mông, một bờ sông đã đóng băng. Một đoạn sông tôi đứng bên hông trường Harvard. Dưới bờ sông đã, bờ sông Sạt nước trên bờ sông đã đóng băng phần nữa, còn một khoảng chưa đóng. Là ghê rợn, nếu ai rơi xuống đây có lẽ là không thể nào sống sót. Và chúng tôi cắm dòng sông băng trên bờ sông Sạt từ phía Harvard. Thank you.